Xin chào mọi người. Hôm nay mình quay lại và sẽ đi sâu vào cái vấn đề về microphone. Thì hiện tại nhà nhà làm vlog, mọi người ai ai cũng làm vlog. Có người làm vlog bằng máy ảnh, có người làm vlog bằng GoPro, có người làm vlog bằng điện thoại. Nhưng mà đa số những người mà bắt đầu chơi thì thường người ta sẽ chơi bằng cái con điện thoại trước, vì cái đó đang có sẵn. Nhưng mà về hình ảnh là có cái điện thoại rồi, mua cái điện thoại thật xịn, nhưng mà các bạn quên rằng ngoài hình ảnh ra nó còn có đến phần âm thanh nữa. Thì trên thị trường nó có rất nhiều loại mic, nào thì mic cài áo này, mic shotgun này, và mic không dây. Thì để làm sao lựa chọn cho các bạn một cái loại mic nó phù hợp nhất thì hầu như các bạn không hề quan tâm tới, mà các bạn chỉ quan tâm là làm sao gắn được cái mic đó vào cái điện thoại, tăng được cái tiếng lên là được rồi. Mà các bạn quên rằng cái này nó dùng khi nào, cái này nó dùng khi nào, và cái này nó dùng khi nào, và cái chất lượng âm thanh của từng cái nó khác như thế nào, các bạn hầu hết là không có quan tâm tới. Và đặc biệt trong cái thời buổi hiện tại, cái gimbal dành cho điện thoại nó rất chi là phổ biến, giá cả của nó cũng rất chi là rẻ, không còn đắt như ngày xưa nữa. Nên hầu hết các bạn đều sắm cho mình một cái con gimbal để khi mà lắp cái điện thoại của các bạn lên á, các bạn di chuyển, các bạn quay, cái thước phim của mình thì nó chuyên nghiệp hơn vì nó không có bị rung lắc. Thì đặc biệt với những cái bạn mà sử dụng cái gimbal như vậy, mà các bạn gắn cái mic có dây này lên, hoặc là những mic cột shotgun này lên, thì các bạn quên rằng những cái dây này khi mà các bạn gắn vô á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình vận động của cái gimbal này. Ví dụ những cái trường hợp như vậy, một hai ba, để mình thử cho các bạn coi. Mình sẽ đi sâu vào cái này. Mình sẽ gom mic có dây và mic shotgun là một, và mic không dây là một. Thì mời các bạn qua đây, mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đó. Thì đầu tiên mình sẽ thử cho các bạn coi về cái mic có dây. Nó sẽ tương đương với cả mic shotgun. Thì đây là một cái con gimbal mình đã setup sẵn. Muốn có dây là các bạn phải gắn như vậy ha. Đó, gắn như vậy. Và các bạn nói, thì đầu tiên là cái sức nặng của cái dây này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái con gimbal của các bạn. Và cái khi mà các bạn di chuyển này, đó, thì cái bản thân này nó sẽ làm rung lắc cái điện thoại của các bạn. Và đặc biệt ví dụ như một số trường hợp, ví dụ như con này, mình muốn nó xoay, mình muốn nó xoay đi. Này, ví dụ mình muốn nó xoay. Này, các bạn thấy không? Khi mà nó xoay như vậy thì cái mic này các bạn cài trên áo nó sẽ cuốn. Các bạn thấy không? Đấy, đấy là nhược điểm của mic có dây hoặc là mic shotgun. Vì để mình cho nó về vị trí cũ. Rồi. Shotgun là vì cái mic đó nó không được nằm chung ở trên cái bộ phận motor này, nên nó không có di chuyển theo cái gimbal của bạn. Rồi. Thì với những cái bạn mà sử dụng mic có dây và dùng gimbal thì cái quay rất là hạn chế. Dù các bạn có kiếm một cái gimbal thật xịn sò đi thì các bạn cũng không thể nào sử dụng được hết tối đa cái chức năng của nó. Các bạn chỉ có làm sao đây, quay ở những cái góc quay rất chi là đơn giản thôi. Các bạn không thể nào mà sáng tạo các cái góc quay mới lạ được. Đây, các bạn chỉ đặt như vậy và quay. Đó, không có làm được cái gì hơn. Và khi các bạn di chuyển các bạn cũng phải rất cẩn thận. Đây là cái dây cài áo nó mềm như vậy, nhưng với những cái dòng shotgun đây, với đây là những cái dòng shotgun như vậy, cái mic của nó và cái dây của nó rất chi là cứng. Nó còn ảnh hưởng nặng nữa đến cái vấn đề di chuyển của con gimbal. Thì hôm nay mình có một cái sản phẩm mới là Saramonic Blink 500 B3. Cái sản phẩm này nó mới ra năm 2020 này. 2019 ở 2020. Thì cái sản phẩm này rất chi là phù hợp với những cái bạn sử dụng gimbal. Bản thân mình cũng đang dùng một con này là con của mình. Con này là con của mình. Đây, con này mình sẽ khui ra cho các bạn nhìn. Mình biết là không phải ai cũng có sử dụng một cái mic xịn sò như vậy được. Nhưng mà nếu các bạn tính lâu dài, hoặc là các bạn muốn có một cái gì đó nó chuyên nghiệp hơn,
Thì đây, đây là một cái cục nhận và đây là một cái cục phát. Thông thường ở trên thị trường á, cái cục phát nó rất là to và nó không có thể nào gắn được trực tiếp vào trong cái điện thoại của các bạn được. Muốn gắn á, là các bạn phải sử dụng một cái sợi dây TRS, TRRS và TRS. Đó. Nó sẽ gắn một cái sợi dây từ cái cục. Cái thằng này nó không có ở đây, nhưng các bạn cứ tưởng tượng nó sẽ có một cái cổng 3.5 ở đây. Cái thằng này bạn để ở một cái vị trí nào đó và bạn gắn cái dây từ cái thằng này lên thằng này thì nó cũng chẳng khác gì một cái shotgun cả. Đó. Nên khi mà cái thằng này nó ra, các bạn gắn được trực tiếp vào đây. Đó. Mình cân lại một tí. Phải cân nó thì mình sử dụng nó mới tốt được. Đây. Đó. Thì khi mà các bạn gắn nó lên như thế này, mọi cái chuyển động của cái mic này nó đi theo cái điện thoại của các bạn. Cái ảnh hưởng từ cái dây này nó không còn nữa. Đó. Toàn bộ các cái chức năng của con gimbal này, ví dụ như khóa hướng này, đó, không hề bị ảnh hưởng gì. Đó. Ví dụ như cái vừa nãy mình có test cho các bạn là cái xoay hướng chẳng hạn. Bây giờ nó vẫn xoay bình thường này. Đây. Đó. Tại vì nó sao? Nó đi chung với cả cái máy của bạn rồi, nó không còn ảnh hưởng. Đấy. Thì khi mà những các bạn nào đang có gimbal, các bạn lưu ý mình phải chọn cái thiết bị microphone làm sao không có ảnh hưởng đến cái gimbal, cái di chuyển của cái gimbal của mình, thì cái chất lượng video các bạn nó mới hay được và các bạn tha hồ sáng tạo cái cảnh quay phù hợp với cả cái con gimbal mà bạn mua. Bạn mua một con rất là đắt tiền mà bạn không có sử dụng được các cái chức năng của nó thì các bạn cũng phải tính toán lại là à, bản thân mình đang có cái mic như vậy, mình sẽ mua cái con gimbal nào nó phù hợp với cả cái con mic của mình. Chứ nhiều khi các bạn đi chọn những cái con mà rất là đắt tiền về, các bạn không dùng được hết chức năng, các bạn bỏ phí. Thì đây là cái sản phẩm mới mà bên mình mới nhập về, Saramonic Blink 500B3, xài riêng cho vlog, dùng điện thoại và đặc biệt có gimbal. Đó. Thì bản thân mình cái tiếng á, mình cũng đang thu chính là từ con Saramonic. Đây, đó. Mình cũng đang sử dụng nó đây để nói chuyện với các bạn. À. Thì cái con này ngoài cái thiết kế rất là nhỏ gọn từ cái cục receiver này, là cục nhận này, thì nó cũng cho các bạn một cái dây. Một cái dây này, đây gọi là dây cài áo. Để khi mà các bạn dùng á, các bạn gắn nó như vậy. Cái cục phát này các bạn có thể đút ở dưới túi quần và bạn luồn cái này vô trong áo. Thì cái thẩm mỹ nó rất là cao vì nó chỉ hiện cái mic này ra thôi, nó không có hiện nguyên cái cục này ra. À. Nó rất là thẩm mỹ. À, tầm xa của con này khá là xa. Nó rơi vào khoảng tính ra nó vào khoảng gần 50 mét. À. Và pin của con này sử dụng là 3,5 giờ. Đó. À, con này là sạc điện. Con này nó sạc điện. Và đặc biệt á, nếu sau này các bạn chơi mà kiểu clip phỏng vấn chẳng hạn, khi mà có hai người đối đáp với nhau, thì các bạn có thể mua cái cục này rời để các bạn ạt vô cái cục này, cái cục nhận này, thì bạn sẽ có hai phát một nhận. Đó. Các bạn sẽ có hai phát một nhận. Thì nó rất là hay. Trên thị trường nó có một cái sản phẩm là của Rode Wireless Go. Thì cái sản phẩm đó khá chi là phù hợp với những bạn nào mà xài với máy ảnh. Nhưng mà mình thấy nhiều bạn dùng cho điện thoại mua cái con đó thì thực sự nó không có phù hợp lắm nếu như các bạn sử dụng gimbal. Mình thấy các bạn đầu tư nó khá chi là nhiều tiền. Con đó nó cũng hơn gần 4 triệu rưỡi lận, gần 4 triệu rưỡi lận. Nhưng mà các bạn sử dụng nó không có phù hợp lắm. Nên mình làm cái video clip này không phải để dìm hàng, nhưng mà để hướng dẫn cho các bạn lựa chọn làm sao khi mà các bạn mua mic hoặc là mua gimbal nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của các bạn và sử dụng được tối đa cái thiết bị mà các bạn sắm. Đó. Thì cái video clip của mình, cái tiếng của con Saramonic này, Blink 500 B3, thì các bạn nghe trong cái video clip, các bạn tự đánh giá xem các bạn thích hay không. Ngoài ra cái con này các bạn có thể tăng volume âm lượng của nó lên, ví dụ tăng cao hay tăng thấp tùy vào cái môi trường xung quanh của các bạn. Các bạn có thể dùng mic không dây đây, hoặc mic có dây cài áo đi theo, hoặc các bạn có thể sử dụng trực tiếp như này. Trên này nó cũng có một cái microphone.
trên này nó sẽ hiển thị mức pin và cái mức volume cho các bạn ở trên này. À, thì mọi cái thông tin chi tiết nếu các bạn muốn tìm hiểu về cái sản phẩm mình đang giới thiệu đây, các bạn chỉ cần gọi 0942333069 hoặc là các bạn truy cập website htcamera.vn hoặc là fanpage htcamera.vn. Bọn mình sẽ gửi cho toàn bộ các cái thông tin về cái sản phẩm này. Và sản phẩm này bên mình phân phối là chính hãng, được một đổi một trong vòng 1 năm. Đó, cứ lỗi là mình đổi cái mới. Đó, thì video clip của mình tới đây là kết thúc và hy vọng gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào.